Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, những người bị tăng huyết áp thường cần một số loại thuốc để kiểm soát huyết áp, nhưng thay đổi lối sống có thể làm hạ huyết áp và thậm chí có thể loại bỏ sự cần thiết sử dụng các loại thuốc tân dược. Dưới đây là những sự thay đổi lối sống có thể làm hạ huyết áp của bạn và giữ huyết áp trong vòng kiểm soát. Thông tin được tham khảo trên báo vietnamnet.vn giảm cân thừa và để mắt đến vòng eo của bạn. Huyết áp thường tăng lên khi tăng trọng lượng, thừa cân, béo phì cũng có thể gây gián đoạn hơi thở trong khi ngủ và làm tăng huyết áp của bạn. Giảm cân là một trong những thay đổi lối sống có hiệu quả nhất để kiểm soát huyết áp. Mất khoảng 4,5 kg có thể giúp giảm huyết áp nếu bạn thừa cân. Kiểm soát vòng eo trong giới hạn cho phép, đàn ông dưới 90cm, phụ nữ dưới 80cm theo chuẩn của người châu Á. tập thể dục thường xuyên, hoạt động thể chất thường xuyên ít nhất là 30 phút hầu hết các ngày trong tuần có thể làm giảm huyết áp của bạn từ 4 đến 9 mm thủy ngân. Nếu bạn có huyết áp hơi cao, tiền tăng huyết áp, tập thể dục có thể giúp bạn tránh tăng huyết áp thực sự. Các môn tập thể dục tốt nhất để làm giảm huyết áp bao gồm đi bộ, chạy bộ, đi xe đạp, bơi lội hoặc khiêu vũ. Nếu không có 30 phút liên tục để tập thể dục thì có thể tập từ 10 đến 15 phút một lần và vài lần mỗi ngày. chế độ ăn uống lành mạnh. Ăn một chế độ ăn dầu ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau quả và các sản phẩm từ sữa ít chất béo và chất béo bão hòa và cholesterol có thể làm giảm huyết áp của bạn lên tới 14 mmhg Bổ sung thêm kali bằng cách ăn 3 đến 5 trái chuối chín hàng ngày. Giảm lát chi muối Thậm chí giảm chút lát chi trong chế độ ăn uống của bạn có thể làm giảm huyết áp rất nhiều. Nói chung, hạn chế lượng muối xuống dưới 2.300mg mỗi ngày hoặc ít hơn. Người đã bị tăng huyết áp nên dùng ít hơn 1.500mg mỗi ngày. Ít ăn thực phẩm chế biến và đóng hộp. Chỉ một lượng nhỏ lát chi tự nhiên trong thực phẩm là đủ. Đừng thêm muối, chỉ cần một muỗng cà phê muối đã có 2.300mg lát chi. Sử dụng các loại thảo mộc hoặc gia vị để thêm hương vị cho món ăn của bạn. hạn chế uống rượu. Nghiên cứu cho thấy, uống khoảng một ly rượu vang đỏ mỗi ngày thì nguy cơ tăng huyết áp có thể thấp hơn bởi vì rượu vang đỏ chứa chất Riverichon được cho là có tác dụng bảo vệ tim và não, không nên uống nhiều hơn. Bỏ hút thuốc lá, Mỗi điếu thuốc bạn hút làm tăng huyết áp của bạn trong nhiều phút sau khi hút xong. Bỏ hút thuốc lá sẽ giúp trả lại huyết áp bình thường. Những người bỏ hút thuốc lá, bất kể tuổi tác, có sự gia tăng đáng kể về tuổi thọ. <laughs> uống cà phê vừa phải Cà phê in có thể làm tăng huyết áp khoảng từ 5-10 đến 10 mmHg ở những người hiếm khi uống cà phê, nhưng có rất ít hoặc không có tác động đến huyết áp ở những người uống cà phê thường xuyên thành thói quen để xem cà phê in có làm tăng huyết áp hay không, hãy kiểm tra huyết áp trong vòng 30 phút uống một thức uống chứa cà phê in. Nếu huyết áp của bạn tăng từ 5 đến 10 mmHg, bạn có thể nhạy cảm với cà phê in. Nếu đã vậy, thì bạn nên hạn chế thức uống này. Theo dõi huyết áp và khám sức khỏe thường xuyên Giám sát tại nhà có thể giúp bạn theo dõi thường xuyên huyết áp, điều chỉnh ngay lối sống của bạn để đạt huyết áp mong muốn và cảnh báo cho bạn, đồng thời thông tin cho bác sĩ của bạn để xử lý kịp thời. Thăm khám thường xuyên với bác sĩ cũng là chìa khóa để kiểm soát huyết áp của bạn. Nếu huyết áp của bạn được kiểm soát tốt, bạn có thể cần phải đi khám chỉ mỗi từ 3 đến 6 tháng một lần. Nếu huyết áp của bạn không được kiểm soát tốt, bác sĩ của bạn sẽ cho lịch hẹn tái khám thường xuyên hơn. Khi đi khám, nên đưa cho bác sĩ xem nhật ký ghi chép huyết áp hàng ngày của bạn, những triệu chứng xuất hiện thời gian vừa qua, bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn điều chỉnh lối sống tiếp theo nếu thấy cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến trong một thông tin sức khỏe ngày mai mời quý vị và các bạn đến với những gợi ý để biết lá gan của bạn có khỏe mạnh hay không. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.